Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc thu hồi đất do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng tại xã Long Đức, huyện Long Thành để thực hiện dự án khu tái định cư Long Đức. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất gần 27 ha thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 5, xã Long Đức, huyện Long Thành do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án khu tái định cư Long Đức. Khu tái định cư Long Đức có quy mô diện tích gần 30 ha. Sau khi hoàn thành xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3,4 ngàn người, tương đương với khoảng 843 hộ dân. Theo kế hoạch, một phần số hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua huyện Long Thành, đủ điều kiện bố trí tái định cư sẽ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Long Đức. Đầu tháng 2 năm 2023, khu tái định cư Long Đức đã chính thức được khởi công xây dựng. Đến nay, đây là khu tái định cư duy nhất trong số 4 khu tái định cư được quy hoạch xây dựng phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ xây dựng khu tái định cư Long Đức bị chậm, nguyên nhân chính do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ cho đơn vị thi công.